Nó uống nước hả con? Ôi cái lông đuôi của con này nó đẹp quá chừng các bạn. Cái lông đuôi đẹp chưa? Hôm nay đi nhà mình đi ra một cái công viên mới nha các bạn này. Có cái hồ nước bé xíu này các bạn nhìn nè. Đó, cái hồ nước bé xíu xíu rồi thôi. Đấy. Đây là hội đồng thành phố, họ rất là thông minh. Họ xây công viên nhưng mà họ cũng có cả cái hồ nước để cho động vật nó sống ấy các bạn. Thế và con mình á, nó nhìn thấy cái đàn thiên nga này, nó cứ khều khều chân mình. Nó mẹ đi ra xem thiên nga đi mẹ. Và đây là thiên nga đen của Úc nha các bạn. Đó, và con mình nó phát hiện là cái con mà màu nó đậm hơn á, là con đã trưởng thành. Còn cái con mà màu nó nhạt hơn á, là con non. Đó, các bạn thấy đáng yêu không? Và trong đây có bao nhiêu? Có cả bạn gì kia, bạn Mohen nữa kìa. Đó, bên trên thì quạ nó kêu quạ. Các bạn kia bán đến thế nào, đất đít thế nào hay gì kia vậy? Đó, yêu không? Không biết ở chỗ này là có cái gì không mà cứ đứng ở đây vậy. Xem là có bao nhiêu con, 1, 2, 3, 4. Khi mà con người chỉ nghĩ rằng là có thiên nga trắng thôi, và họ không ngờ là châu Úc là có thiên nga đen nha các bạn. Con này nó để một chân lên làm gì? Anthony, này một con nó lại để chân lên làm gì con? À đây là con này các bạn ơi. Còn à, kia mới là con lớn kìa. Đây. Đáng yêu quá. Đây là con lớn nha. Thiên nga đẹp, đen cũng đẹp quá chừng vậy. Lông đẹp quá vậy. À dưới đuôi của nó có một lớp lông màu trắng nữa các bạn. Mỏ nó màu đỏ kìa. Đây là con này. Anthony, mommy can see six baby. Đây là có hai con ở đây này. Cái con non thì là lông nó màu xám hơn nè. Đó, con trưởng thành thì lông màu đen nè. Đó, là con nghịch chưa? Chồng mông chồng đít lên kìa. Đó, còn đây nữa nè. Đó, chắc đây là một đôi bố mẹ, một cặp bố mẹ đấy các bạn. Mà không có sợ người đâu các bạn. Không có sợ người một tẹo nào luôn. Rất là vui vẻ. Nó ăn cỏ nữa con ạ. Do you think that the parents guarding them? The parents guarding them? Yeah, I know, this is a baby. Anthony, what's wrong with that other one? Why? They put the leg up. Bạn nhìn nó đều chứ, cái chân của nó để cái chân nó lên như là mình gác cái mái chèo vậy đó, đều không. Anthony, this one is not a black Pacific duck. It's another kind of duck. Yeah, nè nó lặn xuống này, con vịt nó lặn xuống này. That's so cute. Đáng yêu quá. Con kia đi ra chỗ đấy thì kiếm đồ ăn đấy. Mà không biết là loài này nó ăn cái gì á các bạn. Nè, có em này vừa lặn xong rồi, đầu vẫn còn có vài giọt nước nè. Đáng yêu à con à. Ủa cái con kia, cái con vịt kia đâu mất tiêu rồi? Nó đi xuống, nó lặn lâu quá vậy. This is another kind of duck. Over there. Okay. Nó đi ra chỗ kia rồi. Nó lặn một lèo ra kia luôn các bạn. Còn bên này mới là the black Pacific duck này, Anthony. The other one is Stephen duck. But I don't know what kind of name. What's their name? The duck that died in the water is now somewhere else. No idea where he's gonna pop up. I think he's gonna pop up over there. Đây là một gia đình nhà thiên nga đen nha các bạn. Đây là bố mẹ là cái lông màu đen này. Và có xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đứa con nha các bạn. Six baby. 6 đứa con. Oh, look at that. Làm gì vậy? Cả nhà chồng mong à.
That's so funny. Oh, yêu quá. Nó ăn cái gì dưới đấy đó các con? Con bố đi ra kia làm gì vậy? Ê, con nào con bố, con nào con mẹ? Mày nghĩ là the other black one is the mom and the less black is dad. I feel like the black one is the mom, the dad, and the less black one is the mom. Why is that such a straight neck? À sao cái con kia cái con. Because cái cổ của nó thẳng ra như thế, nó là con bố đúng không? Thì mới bảo vệ được các con đúng không? Đang canh chừng đúng không con? Yeah. That's what the dad did. Ôi giời ơi, con nào con đấy cứ chồng mong dùng tí lên. It's so friendly. Yeah, they are so friendly, I can see. They're putting their butts. Đó, ở đây là các bạn thấy là Black Pacific Duck. Có nghĩa là vịt đại tây dương màu đen nè, rồi thiên nga đen nè, rồi đằng kia là có một cái loại vịt mới mà mình chưa biết tên này, cái cổ nó ngắn ngắn mà nó lặn rất là giỏi nè, rồi ở đây lại có cả mohen nữa nè, mohen ở chỗ này này các bạn, đó, xong trên bờ thì có quạ nè, có cò quăm nè, đó, và mình vẫn cứ thích là xem mấy con cái đống cái đa, gia đình nhà này. Cái gia đình mà đang rất là bận rộn kiếm ăn này kìa. It's so cute. They are so cute. I wish I can see them when they were small. Mẹ ước là mẹ nhìn thấy chúng nó khi nó còn bé đó các con. Bây giờ nó lớn quá rồi. Nó lớn rồi con. À, nước nó đọng trên đầu kìa. Ngoáy đít làm gì vậy? Ngoáy đít. Con nó làm cái gì vậy? Nó làm gì vậy? Cái chỗ này nhiều đồ ăn đó con, có phải không? Mày nghĩ chỗ này nhiều đồ ăn nên nó mới về đây nhiều á. Dạ. Yeah, mẹ thấy có một cái đấy là con gì nhỉ? Con gà nước á, mà cái loại là loại Scotch, cái loại mới á con. It's so fast. Nó đánh nhau để nó tranh giành đánh thổ rồi các bạn. À, con vịt nó đuổi cái con gà nước ấy đi, để con gà nước đấy đến đây tranh giành đánh thổ là không được. Đó. Look at these ducks. Yeah. Lại lặn rồi. Oh, chết rồi. Mẹ quên mất. À, vẫy cánh. Đẹp quá. Yeah, rất đẹp quá con. Ở đây hai cái bạn này nè, đáng yêu lắm luôn á, lặn rất là giỏi. Con nào second tail? À đấy, nó đang làm gì đây? À, nó tắm cho lông mình nè. Yeah. Shaking your tail. Rồi hôm nay cái con này ngắm đã luôn đấy chứ này. Ô, con nhìn nó để chân nó lên để nó tắm kệ, nó rửa cái làm sạch lông nó kìa. Đó. Trời ơi, một cái hồ bé xíu mà bao nhiêu loài chim chóc ở đây luôn. Hả? Quạ thì kêu quạ quá chừng. Con quạ nó sống ở đây để nó tìm những cái con chim non này nó ăn đấy con ơi. Có đúng không? Blacks are very protective. Và cái loài thiên nga đen này nó rất là hung dữ á. Khó mà có thể ăn được con của nó luôn á. Con mình nó vừa cho mình nghe thông tin đấy, nó nói vậy đó các bạn. When they were small, khi mà nó còn nhỏ, đây là quạ đấy các bạn. Đó. When they were small, but not now. Khi mà nó còn nhỏ đó, chứ còn bây giờ thì nó ấy rồi. Yêu quá nhỉ, đẹp ha con ha, đáng yêu ha.
It's so cute. They are so cute. I remember them doing that though. Huh? I remember them going putting the, their whole body like. À đây, cái con này là con cha nè. Đó, cái cổ nó không thành hình chữ S mà cái cổ của nó ngọc. Nó làm gì vậy con? À nó đuổi. Nó đuổi người ta đi. Ô nó đuổi người ta đi. Đó. Nó đuổi người ta đi để nó bảo vệ lãnh thổ của nó đấy các bạn. Ồ. Chi 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 chi. Ôi chi, ôi. Mẹ nghe tiếng tiếng nha. Ờ, chắc là trẻ con nó mang bánh mì ra, nó quen rồi các bạn ơi, nha. Yeah. Đây chắc có trẻ con nó mang đồ ăn ra, nó mới đến đây nó xin đồ ăn nè. Yêu quá. Mẹ muốn là nó sẽ sống mãi mãi nhiều nhiều năm ở đây á. Chúng nó đáng yêu quá con ơi. Con vịt nó cũng tưởng là có đồ ăn nó đi đến đó con. À, em xin nghỉ, con có nghĩ là cái chỗ mà chỗ kia là họ để cho chim nó đến nó đứng lên đó không? Do you think this metal place is for the bird to go there and set them set it? I don't think so. À nó ăn cỏ. À nó ra ăn cỏ kìa các bạn. Ồ đây cũng có nguồn thức ăn rất là phong phú cho nó luôn. Ồ nó đi lên trên bờ rồi kìa con. Yeah. Thôi đi xuống đi đừng lên bờ nữa.